Xin chào các bác, và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái đôi clip chim cu giống để cho các bác chơi và gây giống, tạo công ăn việc làm trong mùa dịch. Và để tiết kiệm thời gian, em vào chủ đề luôn. Thì ở đây thì em sẽ đánh dấu. Đấy. Ở đây thì em đặt tên là clip số 40. Đây là clip số 40 nha các bác nhé. Clip số 40. Em sẽ quay cái clip số 40 này cho các bác xem. Đó. Em sẽ quay bằng cái điện thoại của em. Đây các bác nhé. Đây là cái một đôi, đôi này em gọi là đôi zin luôn nhá. Zin là một cặp trứng đẻ ra một đôi. Thì cái kỹ thuật của cái đôi này thì em đánh dấu tính từ đuôi lên là đeo một cái vòng nhựa bên chân phải. Đấy các bác nhìn thì biết. Thì riêng về cái đôi này là clip số 40 này thì em cam kết với các bác là giống chim tốt nhất trong cái trang trại của em. Đấy. Âm rất tốt, thổ đồng và đánh dấu đeo vòng chân cũng như tách luôn từ nhỏ. Và đặc biệt là em nuôi bộ được, đâm ra rất là thuần. Đấy. Bác nào mà có xem kênh của em thì có thể cảm nhận được thấy những cái hình ảnh này, nó cũng là nó là bình thường thôi. Đấy. Thì đây là một đôi một đực một cái dành cho bác nào muốn gây những cái đôi chim to đẹp đáng đồng tiền, và sau này các bác có thể là biếu tặng bạn rồi cấp trên, rồi có thể gây giống rất là yên tâm bởi vì nó xứng đáng. Đấy. Chim này là chim toàn phao, là phao xám và ngực hồng, mã ngỗng. Đấy. Và đặc biệt là bộ rất là to, chưa có tí cườm nào nhưng cảm giác to như một con chim trưởng thành ở những vùng khác. Đấy. Đây là cái chim mà mang lại thương hiệu cho đồng chí Thao trong suốt năm những năm qua. Đấy, em quay ở góc độ này khả năng nó hơi ngược sáng, thì em cho nó ra góc bên này một chút, em dồn nó sang góc bên này một chút. Đấy, cho nó di chuyển sang bên này một chút, hy vọng rằng nó sẽ nhìn nó rõ hơn. Em sẽ đuổi, chim là chim thuần mà. Đây, em đưa tay vào nó đứng như không mà thuần lắm. Đấy, sờ chân thoải mái luôn các bác nhé. Đấy. Và bên này, ở đây thì em sẽ kéo cái cửa bên đầu trên này đi lên. Em review nó tương đối. Em đặt tên là clip số 40. Đây, các bác nhìn chim nó cũng kiểu như thả ra đây, nó là một đôi mà trông có vẻ như nó trống tránh thế, nhưng mà nó cũng, em đuổi nó ra đằng sau. Đấy, chim bắt sờ thoải mái luôn nhá. Đấy, clip số 40 này bác nào mà thích độ thuần thì thôi rồi, không phải nghĩ. Vì hàng này em ngửa cổ em bón nó từ lúc còn mồ côi mà, từ lúc còn nhỏ. Các bạn nhìn cái bả cánh của nó vẫn còn dính cám dính ấy đấy, nó rất là thuần. Thì em muốn cả để quay từng đôi, hôm nay em sẽ ra clip 40, 41, 42, 43, 44 gì đó. Thì nó cũng sẽ vài đôi, vì em biết là thời điểm này các bác đang ở nhà bị giãn cách, nó cũng kiểu như là buồn chán ấy. Thì kênh của em cũng đang có cái lượt theo dõi khá là đông. Thì em cũng một là có cái hướng là chia sẻ cái thương hiệu của mình, hai là cũng muốn tạo cái điều kiện để cho anh em vào giống, cũng coi như là một cái công việc, vừa là chơi vừa là có tiền. Nếu như các bác vào giống những cái đôi này thì không bao giờ lỗi thời luôn. Đấy, và giá em sẽ không báo công khai ở đây, bởi vì sao? Bởi vì là cái việc bán hàng thì có những cái clip nó là theo cái hàng đặc biệt thì em sẽ không báo giá. Đấy, bác nào mà xem mà cảm thấy cái phần trăm nó kết rất là cao thì các bác gọi cho em, gọi trực tiếp cho em, không nhắn tin Zalo không gì cả. Các bác cứ hỏi đôi số 40 bao nhiêu, đôi số 41 bao nhiêu thì em sẽ trả lời trực tiếp cho các bác. Bởi vì là có những bác thông cảm là có những cái video trước thì em cũng báo giá rất công khai. 800 là 800, 1 triệu là 1 triệu hay là bao nhiêu thì là bao nhiêu. Nhưng với cái clip như trong cái clip hôm nay là từ 40, 41, 42 đổ đi là em sẽ quay lại cho các bác xem. Đấy. Đây thì hai con này thì được cái là lông đuôi vẫn còn giữ nguyên dài đẹp. Đấy. Chim thì ra bộ sáng bộ. Đấy, sáng bộ. Đấy. Chim rất sáng luôn. Đấy, đây. Thuần như thế nào thì các em vừa mới động vào thì các bác cũng biết rồi đấy. Chim thuần.
nó đang em đưa cái điện thoại vào tận chân vảy của nó luôn. Đây, kéo cửa xuống để cho các bác được cái phần trải nghiệm nó rõ ràng. Đây là cái đôi chim số 40 các bác ạ, đôi chim số 40. Tướng tá thì rõ ràng công khai. Đấy. Clip số 40. Nhìn cho nó rõ nhé. Các bác nhìn cho nó rõ luôn. Em đưa vào tận chân luôn. Đấy, và các bác thấy là em đưa, em sờ vào thoải mái luôn này. Con chim em sờ vào. Chim sờ vào nó vuốt ve thoải mái luôn. Vuốt đuôi luôn. Để chim nó cũng tương đối thuần mà. Bộ lên tay. Mặt mũi rất là khôn. Chim bộ siêu to khổng lồ luôn. Con này nó đang kiểu nó đang nhìn thấy cái góc góc thường nó sáng. Thì em đây. Em sờ rất là tự nhiên nhá. Sờ vuốt thoải mái luôn các bác. Nếu như chim mà nó nhát thì nó sẽ nhảy loạn lên rồi. Đôi này được cái là con đôi này là con đực thuần hơn. Con đực là em vừa sờ đấy các bác. Đấy, con đực đây đây. Đấy, xong cái clip số 40 nhá. Đấy, hôm nay em toàn lên hàng khủng thôi. Bởi vì là cũng lâu rồi em cách ly, đâm ra là cũng không di chuyển được thuận tiện trong cái giữa cái trang trại 1, trang trại 2, trang trại 3. Đấy, em thì có ông anh trai quản lý một trang trại, ông cậu quản lý một trang trại. Nhưng em là người quản lý chung kênh và cung cấp cái chim cái lượng chim trên toàn quốc. Đấy, nếu không dịch thì em chuyển vào tận miền Tây. Và năm vừa rồi em chuyển sang cả Campuchia, sang cả Lào luôn các bác ạ. Clip số 41. Đây. Clip số 41 các bác ơi. Đây. Em quay như thế này cho nó rõ một chút. Clip số 41 nhé các bác nhé. Clip số 41 này thì cũng đeo vòng nhưng lại là chân bên trái. Đấy. Đeo vòng chân bên trái nhìn từ đuôi lên. Clip số 41. Đấy. Các bác nhìn cho nó rõ nhé. Đấy, cũng tương đối là thuần. Đấy, con ở dưới cầu, con ở trên cầu. Clip số 41. Clip số 41. Đấy. Thì cái tông này nó cũng như clip số 40 và nó chỉ khác về mã số thôi. Đấy. Tông như nhau. Đấy. Các bác nào mà xem mà nhìn thấy cái tướng tá mà đúng cái tầm mắt, đúng cái sở thích mà nhìn ấn tượng với cái đôi này. Clip số 41 là hai cái vòng chân được đeo vào chân bên trái tính từ hướng nhìn từ đuôi lên. Và cái phần lông đuôi của cái clip 41 này nó dài và nhọn vót hơn. Nó giữ được lông đuôi khéo hơn cái clip 40. Đấy. Các bác nhá. Các bác nhìn cho nó rõ. Tướng tá bộ mã rất rõ ràng. Đấy. Đây. Em đưa lên con ở trên cầu nhìn. Đấy. Các bác nhìn. Em đưa cái điện thoại, có mỗi cái điện thoại Samsung quay. Đấy các bác ạ. Thì ok. Em phải đưa ra để em cho sang góc bên này. Góc này thì nó phản ánh một cái góc nhìn khác. Có thể là nó sẽ có cái ánh sáng tốt hơn hoặc ánh sáng không tốt bằng. Thì về cơ bản thì mình quay thì mình cũng quay chân thành, quay hết mình. Đấy. Dòng này là cũng thuần này. Em cũng đưa tay vào đuôi vào người nó sẽ thoải mái luôn này. Đây này. Đấy. Chim rất đẹp. Ok, để tiết kiệm thời gian, tại vì video nó cũng chỉ khoảng 15 phút là hơi dài, nhưng nếu mà dài quá thì cũng bất tiện. Đấy, xong clip số 41. Đấy. Clip số 41. Clip số 42. Clip số 42 đây. Đây là bậc gọi là đàn anh hơn một chút. Đấy. Có cường rồi. Đấy, có cường rồi. Có cường rồi các bạn.
chim cũng khá là thuần. Bậc đàn anh hơn một chút, chim khá là thuần. Con nào bên trong gù rất đã. Chim khá là thuần luôn. Còn đây là con đực. Đây là con chim đực và bên này là con chim cái. Bên này là con chim cái. Con chim cái đuôi ngắn hơn. Đấy các bác nhé. Đấy, clip số 42. Dòng này thì nó cũng là dòng siêu thuần mà. Không biết em nào ngon mà hắc chỉ hơi. Chỉnh. Đấy, con nào gù tốt thế. Tí nữa quay xong cái này xem em nào em gù. Đấy, xong clip số 42 nhá. Con này thì nó hơn bọn kia mất khoảng 2 tháng tuổi em ra cườm nó đã có rồi. Thì đương nhiên giá nó phải khác nhá. Em gắn từng clip 40, 41, 42 để cho các bác xem video này, các bác ghi ra giấy và các bác gọi cho em theo cái số điện thoại là 0 33 5305982. Em là Thao Cu Gáy tại Bao Vì, ship toàn quốc. Thời điểm dịch này em ship khu vực từ Thanh Hóa ra đến Hà Nội, ra đến các tỉnh phía Bắc và nội thành Hà Nội. Còn từ Nghệ An đổ vào thành phố Hồ Chí Minh là em không ship, tại vì là chi phí nó đắt quá và nó rất là rủi ro trong cái mùa dịch này. Đấy. Ok nhá. Đôi này thì là đeo vòng cả hai chân. Xong rồi. Đây, clip số 43. Đây. 43 này thì nghe có vẻ cũng thuần và lụ khụ. 43 thì nó khác với clip số 40 là nó cũng đuôi nó cũng kiểu như là nó đâu xem nào. Đây. Cứ xem thôi, các bác xem này. Đây là clip. Đấy, còi nhá. Còi nhá. Còi nhá. Đấy. Còi, bác nào thích còi thì em bắt đúng cái này cho các bác. Đấy, nhìn thấy nó rồi. Em nhìn thấy nó rồi. Mà thôi, ra bắt luôn. Ra bắt luôn con còi này. Tranh thủ dừng video ra bắt luôn tách con còi này cho các bác xem. Vì nó gù như thế thì bắt luôn, tội gì phải để nó. Đây. Còi đây. Còi đây. Còi đây. Đây, em còi đây. Rất tợn, rất hằng. Vừa gù xong. Đấy. Con này thì nhìn một mình nó một kiểu, nó cũng không lẫn được. Con này lẫn chỉ có mấy con chim thái, với con này là ít cườm nhất ấy. Thì nó cũng ấy thôi, bắt luôn ra được. Đấy, đây. Bác nào thích con còi này thì con này thì báo giá luôn. Đấy. Bác nào thích thì 1 triệu lên đường luôn. Đây. Em thả cái con còi này riêng ra mấy em đang đứng ở đây nhá. Trong cái mu này. Thì nó một mình nó có cườm thôi, không lẫn vào. Đấy, để tiếp tục tôn trọng các bác đang xem màn hình thì là clip số 42. Clip 42 thì em sẽ quay nó clip số 42 thì nó cũng là dòng đánh dấu ở chân bên phải, nó cũng gần giống với cái clip 40 nhưng mà được cái là nó cũng khác, bởi vì clip số 42 là lông đuôi nó không được gọn như là clip số 40. Đấy, kệ nó. Đấy các bác ạ, nuôi chim thì cũng có một cái vui là được giao lưu với tất cả các bác ở trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, từ các bác làm cán bộ trung ương đến các cán bộ huyện, các bộ tỉnh, đôi khi các bác vẫn gọi điện cho và em vẫn cung cấp chim đấy cho các bác, bởi vì phải chăng là cánh mày râu là gần như là cũng rất thích lôi hai con chim, một con chim bên trong và một con chim bên ngoài. Đấy. Và ông nào mà nuôi con chim bên trong không thì thường là tốn tiền và hay bị vợ bắt gặp quả tang. Còn ông nào nuôi chim con bên ngoài nữa thì thường là loanh quanh và chả đi được đâu, cứ lọ mọ, vợ gọi ăn cơm chả muốn ăn. Đấy, cứ lề mề cho ăn, cho uống, ngắm chim, rồi uống trà, rồi ngắm phong lan. Mấy ông đấy là thường là chung là thuần khiết, thuần tính. Đây là clip số 43, đúng rồi, clip số 43 nhé. Clip số 43 thì nó cũng đeo vòng chân bên phải giống clip số 40 nhưng mà nó lông đuôi nó không được gọn bằng.
Tuy nhiên nó cũng là cùng giống 40, 41, 42, 43 đều là giống bộ to. Đấy. Cổ đồng và mã ngỗng phân hồng, đầu xanh. Đầu xanh đuôi xám ngực hồng. Chim cu Bắc Bộ xứng lồng vàng son. Đấy, cho con chim vào cái lồng vàng son mà nó xứng đáng. Bởi vì con chim nó xứng đáng, nó không, nó phải đẹp thì nó mới xứng được cái lồng son. Tiếng gáy hay, đẹp, độ thuần tốt. Bác nào mà vào giống thì yên tâm là lúc nào cũng là cực kỳ là quý. Bởi vì chúng ta cho biếu tặng rồi chỉ kể chúng ta bán thương mại nó rất dễ bán. Với những cái giống chim bộ to, bộ to phấn hồng này. Đấy là xong clip số 43. Đấy, clip số 43. Bây giờ em đi một phát xuống cái khu vực cuối này. Đến chỗ này nó có cái làm dấu nó rõ hơn, nó không bị lẫn. Cũng là 16 phút rồi các bác ạ. Em hy vọng là sẽ dưới 20 phút. Đến chỗ này thì quay nhanh thôi. Clip số 43 rồi đúng không? Đây. Clip số 43 rồi thì em sẽ quay đến clip chỗ này là 3 đôi, 2 đôi. 2 đôi nhá. Chỗ này là 2 đôi là 44 và 45. 44 là cái đôi cũng đeo vòng chân trái nhưng mà nó đã có cửa. Đấy. Còn 45 là mực đen xì ở đầu. Đấy, hai con đen xì ở đầu là nó có vẻ nó non hơn một chút. So với đấy. Thì 44 là đây. 44 là đeo vòng chân trái đã có cường. Đấy. Đã có cường. 44. Đấy. Điều 44 là đeo vòng chân trái đã có cường. 45 thì đã đây. 45 thì các bác cảm nhận 45 là nó sẽ là cái con đánh dấu đầu đen. Đây, đầu đen các bác ạ. Đấy. 45 là hai con đầu đen, đây, một con đầu đen đây. Đấy, 45 đầu đen, đầu dính đánh dấu mực mực bút dạ đen đấy. 45. 45 thì có một con là cườm nó ra sớm hơn. Đấy. Đấy, cườm ra sớm hơn. Đấy. Chính con sớm hơn lại là con cái nha các bác nhé. Còn con ít cườm hơn lại là con đực này. Các bác nhé. Đấy. Còn 44 thì nó cũng to đẹp. Đấy. 44 là đeo vòng chân trái và gần như là cụt đuôi. Đấy. Và cườm nhiều hơn. Cườm nhiều hơn là những cái clip trước. Đấy. Thì cũng là 17 phút rồi. Thì nhờ từ bấy giờ là đến clip số 45 đúng không? 40, 41, 42, 43, 44, 45. Các bạn xem mà lẫn thì các bạn tua lại video. Tua lại video giúp em nhá. Các bạn tua. Đấy. Đây, 45 là mực đen xì ở đầu. Đấy. 44 là đây. Rất nhiều con gù. Rất nhiều con gù mà em đang muốn dừng video để em ra xem con nào gù quá. Đấy, nhưng mà em vẫn phải quay cho nó hoàn thiện video để phục vụ các nghệ nhân. Đấy. Đấy ạ. À? Rất là nhiều. Đấy, bạn nào mà gọi vào cái giờ này thì em xin phép là em từ chối, bởi vì cái giờ từ 5 giờ đến 8 đến 7 giờ là em cho chim ăn và em quay video. Lần này em không thể nghe được. Nghe thì gián đoạn video mất, tại vì có mỗi cái điện thoại. Đây, con này nó này. Đây, số điện thoại của em đây. Các bác cứ kết nối và số 0335305982 cũng là số Zalo, cũng là số SIM 1. Số 177982 thì là số SIM 2. Đấy. Các bác nhá. Thì clip số 45 rồi. Bây giờ em sẽ quay một cái con đơn nữa. Clip số 46. Con này là em thấy nó đẹp quá, tách lồng ra. Đấy, clip số 46 đây. Con này rất là đẹp. Đấy. Em phải từ chối cuộc gọi của bác 381 này. Đấy. Clip 46. Đấy. Chân đỏ. Đấy. Con này là tách ra. Bác nào ngắm đúng sở thích thì đấy, để cho bác. Đấy. Clip số. Đấy. Rất là đẹp. Clip số 46 là một con lẻ nhá. Đấy. Chim thì
thuần hay không thì các bác tự 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 cảm nhận nhá, em cũng không tự khen, không đánh trống, không kèn, không hát gì cả. Tóm lại là các bác nhìn, các bác cảm nhận cái con chim khi nó đứng cầu và em đang dí điện thoại vào tận trong mép của cái thành lồng này đây. Đấy. Ok. Em xin kết thúc video tại đây và chúc các bạn là có được những cái niềm vui thật tuyệt vời bên những chú chim của mình. Và hãy nhớ đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay trên YouTube để ủng hộ đồng chí Thao, và cũng là người đầu tiên được xem những cái video mà em ra từ 6 giờ đến 9 giờ tối hàng ngày, và cũng như là nghe được những cái bài em chia sẻ về cái chủ đề chim cu gáy này. Xin chân thành và cảm ơn các bạn, các bác cũng như các ông và các anh em cũng như các cháu là yêu thích cái giống chim cu gáy, giống chim quân tử. Một lần nữa xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở cái video của ngày mai, ngày 29 tháng 8 năm 2021.